Hùng cũng đang rất mệt nha, Hùng còn mệt hơn hai vận động viên trên sân. Mọi người cổ vũ cho Hùng đi. Chán nhờ anh nhờ. Thảm chất lượng kém rồi. Có cái chổi lau nó chuyên nghiệp hơn. Ok, trẻ em Bắc Ninh chăn trâu cắt cỏ cũng tự hào về anh học. Câu giờ quá. Điểm đang là 11 chiếm nghiêng về Quốc Học trong set đấu thứ hai. Nếu mà Quốc Học vượt qua được set đấu thứ hai này đến set đấu thứ ba là Hùng tin Quốc Học sẽ thắng. Cầu ngoài sân, trong sân. 10-11. Đây là giải toàn quốc đấy mọi người ạ. Sao hay ra ngoài thế nhỉ? 11 đều. Một cầu ngoài sân. 12-11. Thực sự hôm nay cô học có cảm giác không tốt, sao lại hất cầu ra ngoài sân, đâm ra nó ke tay. À, đúng rồi, bây giờ chuyển sang đập nhiều hơn, hất ít thôi. Đúng rồi. Tiếp nghe. 12 đều. Ra cổ vũ cho học tiếp nào. Sân quá chơi. Sân với bãi đúng là thực sự đến người xem còn chán thì đừng nói gì vận động viên. Nhưng cầu lại hơi bay thật, không biết đánh cầu gì. Hai tay vợt đánh ra nhiều, khá nhiều, đánh cầu ra ngoài sân khá nhiều. Ok, Quốc Học hãy tận dụng lợi thế về sân để giành chiến thắng trong set đấu này đi. Vì lúc trước Quốc Học đánh sân này cũng trơn rất là nhiều. Sân bên này trơn hơn sân bên kia. Set 1 là 21-16 hay 21-17 gì đó mọi người ạ. Chả nhẽ mình lại tháo áo ra lau. Chán quá. Không phải đổi sân đâu anh ơi, sân nào nó cũng thế luôn đấy. Phía ngay phía sân bên kia đấy. Cũng trượt. Cầu ngoài sân đấy, bảo cầu bay mà. 14-12. Quốc cố lên, Quốc Học cố lên. Hay lắm, đúng rồi, bay người sở trường đấy. Của bay người sở trường Quốc Học. Giải toàn quốc ấy mà xem này chết không. Đúng rồi, không thay được cái thảm thì cũng cây chổi lau nó chất lượng một chút đúng không mọi người. Mười lăm, mười hai đứa Quốc Học cố lên em ơi. Hay lắm. Rồi, cơ hội tấn công. Rồi, rất tốt. 16-12 đứa Quốc Học. Hello Hàng Hiếp, đây là giải đồng đội toàn quốc ở Thái Nguyên nha Hàng Hiếp ơi.
Cố lên nào, 16, 12 rồi. Trơn kìa, sân kìa. Mẹ vãi cả sân. Sân ơi là sân. Toàn giày rôn, toàn giày rôn ếch xịn. Hai vận động viên cứ như trượt vào tành. Đá bóng tung vào mà ăn đường đấy. Rồi ngoài sân 17-13 cho Quốc Học. Cố lên em ơi. Quốc Học cố lên. Đồng đội nữ Bắc Giang và Quảng Ninh trận đơn thứ 3. Thân Vân Anh là tiền đội Bắc Giang, Tốt Phương Mai là tiền đội Quảng Ninh. Điều hành chính là Văn Thế. Đánh giải này, đánh sân này mà chấn thương thì thực sự là quá tội cho vận động viên. Quá tội cho vận động viên nếu mà chấn thương. Đã xác định tổ chức giải toàn quốc thì đầu tư thảm hơi đúng không ạ? Giải cả quốc gia bỏ ra hơn 100 triệu vốn thảm bình thường. Có cả nhà tài trợ, bao nhiêu nhà tài trợ em? Mười tám mười ba cho Quốc Học. Hay lắm em ơi. Cầu ngoài sân, cầu khá bay, đâu quan sát được cầu khá bay. Hai vận động viên đánh cầu ra ngoài sân khá nhiều. Ngọc ơi đang dẫn trước, bình tĩnh thôi. Thảo lại mỏi rồi, sang sang ba này. Một cầu rất căng. Ok, Long Phan có đang đánh tay vợt áo xanh ở bên kia nha. Chắc là cầu Lightning à? Ao! Hay lắm, 19-16 yêu Quốc Học. Quốc Học cố lên, 2 điểm nữa thôi. Hay quá. Rất ngẫu hứng với pha kéo lưới. Rất tốt, 20-16 được Quốc Học. Chính xác đó mới là pha kéo lưới. Đúng bản chất của Quốc Học. Hai mươi mười sáu. Ok, em cảm ơn anh Tiền Bún đã cung cấp thông tin là đánh cầu Lightning. Bởi vì Lightning tài trợ giải này mà. Rồi, ăn rồi. Rất tốt, 21-16 được Quốc Học. Giống hệt kết quả của set đấu thứ nhất, nhưng chiến thắng thuộc về Quốc Học. Và set đấu thứ ba chúng ta chờ 2 phút nữa. Anh em tiếp tục dùng chia sẻ live stream được không ạ? Mỗi người ủng hộ Hùng bằng một like, một chia sẻ. Và mỗi người thả cho Quốc Học một quả tim.
và xem sau giữa tháng. Trận đấu đội Nam giữa Hải Phòng và Quảng Ninh. Trận đôi thứ nhất, Trường Giang, Minh Phúc là trận đội Hải Phòng, Quốc Huy, Minh Xuân là trận đội Quảng Ninh. Điều hành trận đấu được tài chính Thái Toàn và tài đạo cầu Công Lương. Bây giờ mình thấy comment của Dương Bình Quân nha. Mọi người comment bạn bè và cổ vũ Quốc Hồng nào. Cổ vũ Vũ Hùng nào. Sần quá chán. Lau giày thường xuyên nào, đưa anh đưa cho cái khăn. Khăn lau đế. Lau đế nhiều mà. Lau nhiều mà. Học ơi học, lấy cái khăn này lau giày nhiều vào này. Học ơi, ra đây lấy thằng này, lau giày nhiều vào. Bảo không nghe. Xin miếng coca đổ vào cho nó. Ok, chúng ta chờ xe đấu thứ ba nào, cổ vũ Quốc Hồng nào. Không đều. Rất hay, chém cầu đây, cảm giác của Quốc Hồng. Điểm 1-0. Đó mới là pha chém cầu sở trường của Quốc Hồng. Nào, vào tay đi em. 1-0. Không kịp rồi. Đây là chưa di chuyển rất nhanh. Phạt cầu không qua lưới. Xét 1 Quốc Học thua 21-16. Xét 2 Quốc Học thắng 21-16. Đây là xét 3. Cầu trong sân. Vâng, 3-1 cho Quốc Học. Không ngoài sân nữa rồi. Em vứt cho nó có lấy đâu. Vừa bóc cái khăn Runex mới ra xong. Ngoài sân, 4-1 cho Quốc Học. Tay vợt bên kia hơi tâm lý rồi. Tận dụng câu em ơi. Môi mày bị gì ạ? Môi
Xét 1 cô học thu 21 16, xét 2 thắng 21 16 và đây đang là xét 3. Kèo lưới rất tự tin để cô học cơ hội tấn công. Đập cầu rất căng. Vâng. 5-1. Đây là xét đấu thứ 3 rồi. Trận đơn thứ 2 giữa Bộ Công an và Đồng Nai. Trong trận đơn thứ nhất thì đại diện của Bộ Công an tay vợt Phạm Văn Thịnh đã giành chiến thắng trước tay vợt của Đồng Nai, tay vợt Hồ Nguyễn Vinh Quang trong hai set đấu. Cầu ngoài sân, điểm 6-1 cho Quốc Học. Quốc Học chỉ cần thi đấu ổn định thôi, không cần vội vàng. Rồi lỗi rồi, tâm lý rồi, 7-1 cho Quốc Học. Có cảm giác tốt rồi, theo ông quan sát thì lưới rất xa. Đội điểm 27 cho tay vợt Phạm Thu Thảo của Đồng Nai. Nhiều người cổ vũ cho Quốc Học thế nhỉ, lắm fan thế. Rất tự tin, rất đơn giản và dễ dàng. 8-2 cho Quốc Học. Không thấy cô học có cảm giác tốt rồi. Thật sự xem những đường cầu thấy cảm giác tốt rồi. Điểm 8-2 cho cô học trong set đấu thứ 3. Rất hay. Rất tiếc. Chắc chịu em ơi. Lại là pha bên người sở trường nhưng cầu không qua lưới. Lại lau sân tiếp. Đây là giải đồng đội toàn quốc anh ơi. Xin giới thiệu mọi người, đây là giải đồng đội toàn quốc. Trận đồng đội đầu tiên giữa Đồng Nai và Bộ Công an. Đây là trận đơn thứ 2. Non rồi học ơi, tập trung học ơi. Tiếp thế nhỉ, chậm lại. Học đánh 88S nha mọi người. Hình như đánh 99, trận này đánh 99 hay sao? Trơn không bay được. Điểm 78 rồi, vừa 82 rồi 78 rồi, 5 điểm số liên tiếp. Cho tay vợt bên kia. Cắt dây đi thôi em ơi. Cây cầu hai phên ngoài sân hay lắm. Điểm 97 cho Quốc Học, cắt được dây rồi.
cắt được dây rồi. Nguyễn Quốc Học, Công an Nhân dân. Cầu ngoài sân. Đó là một pha bỏ cầu chính xác của tay vợt đến từ Đồng Nai. Điểm rút ngắn 8-9. Chưa thể nói được kết quả của trận đấu này, rất căng thẳng. Trẻ mày thế nhỉ? 18, tôi là người mời. Quốc Học đánh cho đơn vị Bộ Công an nhá, Công an Nhân dân nhá. Điểm 18 là nghiêng về Quốc Học nào, cố điểm nữa nào, đổi sân nào. Đổi sân nó đỡ trơn hơn. Ok, đây là set 3 rồi. Cầu rất tốt từ Quốc Học. Tay vợt kia đập cầu rất tốt. Rất cao, đập cầu rất tốt. Ok, Tô Việt Thắng nay anh vừa mới lên Thái Nguyên làm được bát bún vịt rồi. Hay lắm em ơi. 11-9. Đổi sân. Nó sẽ có rất nhiều điều để nói sau trận đấu này. Và chỉ sợ rằng các vận động viên phải chấn thương sau những trận đấu như thế này thôi. Quá nhiều tình huống ngã trượt chân đến từ hai vận động viên. Đặc biệt tay vợt đến từ Đồng Nai ngã rất nhiều lần. Với lối di chuyển từ từ Quốc Học thì dù sao thì với nền sân chơi này vẫn lợi thế hơn. Tay vợt kia kiểu di chuyển nhanh, tốc độ bột phát, khi mà nền sân chơi thì rất dễ trượt ngã. Đổi sân rồi, lợi thế sân cho Quốc Học trong nửa set đấu còn lại. Ok anh ơi, em gì dám đề nghị cái gì ở đây. Họ không đuổi ra khỏi nhà thi đấu là may rồi. Chê họ nhiều, nếu ngày mai Hùng bị cấm vào nhà thi đấu thì chết. Đúng rồi, Quốc Học áo xanh anh Hoàng Anh ơi. Trơn kìa. Hai tay vượt liên tục trượt chân. Rất tốt, điểm 12-9 cho Quốc Học. Yêu cầu lau sân đi. Ok, Thần Tuấn Minh, Hùng có quay lại video này ở chất lượng Full HD để up YouTube nha mọi người yên tâm. Có quay ở chất lượng Full HD. Mấy người không kịp rồi. Điểm rút ngắn 10-12 cho tay vợt đến từ Đồng Nai. Em cũng không biết anh ạ. Nhưng lên sân khá cũ rồi, hôm nay cũng thời tiết cũng hơi nồm nhá. Cũng không phải đâu anh ạ. Sân đấy lắm rồi, sân cũ lắm rồi. Học cố lên. Ở ngoài sân điểm rút ngắn 11-12 đây vào Đồng Nai, căng thẳng quá nhở. Hùng đang quay trận đấu này ở chế độ Full HD nha mọi người. Hùng sẽ up lên kênh YouTube Sport Hùng Badminton, mọi người có thể xem tất cả những trận đấu hay nhất của giải cầu lông Cúp Truyền hình Bắc Ninh mà Hùng vừa quay hai hôm trước cũng đã được Hùng quay lại và cũng sẽ được up YouTube sớm sau giải đấu này.
Cơ hội tấn công cho Quốc Ngọc. Rất bình tĩnh. Đập không? Hay quá nhá. Ăn rồi. Rất đơn giản là nhẹ nhàng. 13 11 cho Quốc Ngọc. Rất bình tĩnh. Không phải Quốc Học trong ngành công an, Nhật Lệ Quốc Học mới nộp đơn xin vào đội tuyển của câu lạc bộ công an và đang trong quá trình xem xét. Còn nếu mà có thể đóng góp được công lao trong giải đấu đồng đội toàn quốc này thì rất có thể Quốc Học sẽ chính thức nhận vào đội tuyển của câu lạc bộ công an. Cần đến bác sĩ rồi. Quyền Nga trượt liên tục như thế thì làm sao mà chả chấn thương. Nhưng đúng là Quốc Học được cái lợi thế về cách di chuyển, bởi vì Quốc Học di chuyển nó từ từ và nó không bột phát. Nên ra nền sân trơn thì không bị trượt nhiều bằng vận động viên kia. Vận động viên kia thì di chuyển theo lối di chuyển nhanh và bứt tốc. Nên là nếu mà nền sân trơn thì rất dễ ngã. Đúng rồi, học nhất giải Bắc Ninh là học khác nha. Còn học này là học khác. Nói chung là hai thằng học, hai thằng em Hùng đánh cầu đều hay. Bị căng cơ rồi, Nga bị căng cơ rồi. Nguyễn Bá Học khác nhá. Nguyễn Bá Học là sinh năm 2000, học Đại học Sư phạm Hà Nội. Tay vợt thân hình hơi nhỏ, hơi gầy và bé bé. Còn đây là Quốc Học. Quốc Học sinh năm 99. Học thể dục thể thao Từ Sơn Bắc Ninh và thân hình cũng khá cân đối, cao 1m75. Ok, điểm 13 11 cho Quốc Học. Kỳ cầu rất tốt. Đập cầu rất hay. Vâng, rất bình tĩnh từ Quốc Học. Chúng ta nhìn thấy sự bình tĩnh từ Quốc Học. Trở sân rất hay và bất ngờ. Điểm 12-13 trên tay vợt đến từ Đồng Nai. 12-13, xếp đầu thứ 3, rất căng thẳng. Căng thẳng trên mọi mặt trận. Học cố lên nào. Người tiếp tục cổ vũ cho Học nào. Người du cùng chia sẻ live stream đúng không ạ? Và mọi người đừng quên theo dõi Facebook của Hùng ở chế độ xem đầu tiên để cập nhật những trận đấu hay nhất của giải đồng đội toàn quốc này nha. Mỗi khi Hùng live stream mọi người sẽ nhận được thông báo khi mọi người theo dõi Hùng ở chế độ xem đầu tiên. Rất hay. Cầu trong chân. Phá ẩn cầu hai nhịp rất hay khiến tay vợt kia mất chân thì Quốc Học. 14-12 đó Quốc Học. Lên một điểm nữa đi em. Cho an toàn nào. 15-12 đi nào. Ăn rồi, hay lắm, 15-12. Chúng ta nhìn thấy sự bình tĩnh của Quốc Học. Hello anh Thắng Nguyên, đây là giải đồng đội toàn quốc nhá. Đây không phải là giải cá nhân anh ạ, đây là trận đấu đầu tiên. Giải đấu vừa mới khai mạc buổi tối ngày hôm nay, đây là trận đấu đầu tiên. Ôi, tiếp thế nhá. Đập thôi không sao. Pha chém cầu hơi lỗi của Quốc Học. Quá tiếc. Bên kia là chịu thua quả đấy rồi. Rất tiếc là không qua. Vâng, em là người quay. Anh quay à? Còn nó là người quay. Anh em chết bên tính người.
Em ơi, em phát được tiếp không đấy? Em có, đang phát đi. Sao mà hôm nay không có nhỉ? Đây. Có. Đang hơn 500 người xem đây. Mình ngồi đây rồi chứ, xem nữa. 528 người xem. Thằng nào đây? Điểm 13-15. Cầu trong sân, cầm ngoài sân. 14-15. Học tập trung nào. Đập đi. Rồi, chém cầu mất chân rồi. 16-14 ông Quốc Học chém cầu rất hay. Tay vợt này đánh giải đấu này khổ thân quá. Ngã nhiều quá. Quá bất cập. Quạt quạt luôn. Cái trước này đi nhá, tài trợ nó. Lần này học nó cũng bận đánh giải tập tiếp nên là không có thời gian làm video. Em quay mất công phết đấy. Nhìn đơn giản thế thôi, quay cả buổi chiều quay đi quay lại. Xong rồi cắt nữa, rồi cắt ghép từng đoạn. Chứ không phải quay một lần mà được cái ghép nhiều. Điểm 16-14 cho Quốc Học. Chấn thương là chắc mọi người ạ. Ngã như thế kiểu gì cũng giãn chân, giãn tay, kiểu gì cũng đau. Học cố lên nào. Anh Vân Thanh cổ vũ đồng đội đi chứ. Em Vân Thanh giúp em chia sẻ live stream này được không ạ? Xin chào Tài Lưu nha. Ok, Trần Hoàng Long, thực ra Quốc Học là một người rất là khiêm tốn nên là sẽ không bao giờ có chuyện như thế đâu. Hay mà. Tốt. Rất tiếc và kéo lưới ra ngoài sân vừa rồi. Cô học lên hạn chế và kéo lưới thuận tay bởi vì bạn ấy mới học được quả đấy, chưa thực sự tốt. Trang trí cũng gần giống như này. Thảm của anh đi. Thảm nhìn mới này nhỉ? Thảm mới mà. Này cũ quá. Thủ thái rất tốt thì Quốc Học vẫn còn. Rồi sân. 17-15, học cố lên. Hay lắm mọi người, thủ rất lì. 17-15 cho Quốc Học. Quốc Học vẫn rất khỏe. Đúng là sáng nào 5 giờ dậy chạy bộ đeo 5 cân tạ trên chân sao chẳng trâu. Ok, cảm ơn Phạm Tiến Đông rất nhiều. Hay thế. Vâng, vẫn với được cơ hội tấn công cho Quốc Học. 18-15 cho Quốc Học. Khoảng cách 3 điểm rồi, cố lên nào, 3 điểm nữa thôi. Ok, Hấn Phúc Trần rất nhiều. Bình luận là người mệt nhất. Vẫn cứu được. Vâng, Trần Quốc Học rất tốt. 19-15 được Quốc Học. Vâng, tay vợt đến từ Đồng Nai đã rất cố gắng. Nói chung là hơi đi ăn tí.
Thực sự là cái lên sân lại ủng hộ Quốc Học. Chính xác, bởi vì Quốc Học di chuyển và đánh di chuyển rất từ từ nên rất hay không bị ngã. Cùng với đó là những pha chém cầu Quốc Học cũng giúp phần có thể bổ trợ cho Quốc Học trong cái trận đấu này, gọi là lợi thế cho Quốc Học trong trận đấu này, những pha chém cầu Quốc Học. Quốc Học thiên về chém cầu hơn, tay vợt kia thiên về đập cầu và đánh cầu chéo sân với tốc độ nhanh bằng những pha di chuyển nhanh. Với 9-15 là Quốc Học rồi, 2 điểm nữa thôi. Đang thấy Quốc Học có cả một bác cầu tốt. Quốc Học đang thực sự bình tĩnh. Vẫn cứu cầu được, vâng, dướn quá tốt. Hay rồi, bỏ cú đưa đi qua. 20-15 cho Quốc Học, điểm số cuối cùng rồi. Còn liệu có thể là chiến thắng thứ hai cho Bộ Công an hay không? Dướn người rất tốt từ Quốc Học. Và hôm trước thì mọi người có thể nhìn thấy Quốc Học up video tập với anh Quốc Việt với những pha di chuyển để tập chân rất khỏe. Xong rồi. Thôi, xong. 21-15 cho Quốc Học trong trận đấu thứ 3. Rất xuất sắc. Trận đấu thứ 2, Quang Tín, Thanh Huy đến từ đội Hải Phòng. Ok mọi người, Quốc Học thắng rồi nha. Chúng ta quay xem trận nữ giữa Quảng Ninh và Bắc Giang nha. Cũng rất hay.